Dạ, Hùng Thị Phú xin được gửi lời biết ơn chân thành đến tất cả quý cô chú, quý anh chị, quý bạn bè thân hữu gần xa và quý nhà đầu tư ở trong nước Việt Nam cũng như bên nước ngoài đã yêu mến, ủng hộ cho Hùng và theo dõi kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Thì hôm nay Hùng sẽ làm một video by Flycam giới thiệu tổng quan về một cái dự án hiện tại đang hình thành và sắp đến giai đoạn cuối để hoàn thiện tất cả. Khu đô thị này nó có một cái tên mỹ miều rất là đẹp, đó là The Capella, và có một tên gọi nữa đó là khu đô thị Mỹ Gia gói 8 của Nha Trang. Nói về khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này thì nó là một khu đô thị thông minh và đẳng cấp và sang trọng và an ninh bậc nhất, và một loại khu đô thị thông minh để có lần đầu tiên có mặt tại thành phố biển Nha Trang của mình. Lấy cảm hứng từ là khu đô thị Phú Mỹ Hưng thì khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này nó cũng giống như đó vậy. Về vị trí thì căn khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này á nó gần như lại sân bóng của khu đô thị Mỹ Gia gói 7 đây. Đó, phía trước chúng ta là sân bóng và gần với lại là khu đô thị Mỹ Gia gói 3, bên cạnh gói 3 thì có cái bệnh viện đa khoa. Và khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này á thì bên trong nó có rất là nhiều cái tiện ích cũng như là rất nhiều cái gọi là tiện nghi để cho mình có thể sống nơi đây. Thì hôm nay Hùng sẽ bay live cam, Hùng giới thiệu đến nhà mình với tất cả quý cô chú, quý anh chị và quý nhà đầu tư về pháp lý cũng như là về diện tích, về giá bán, về vị trí của cái tiềm năng của cái khu này. Thì nếu mà quý cô chú anh chị ở xa mà mong muốn được sống gần Nha Trang và gần biển và được sống trong cái khu đô thị thông minh á, thì khu đô thị Mỹ Gia gói 8 nó chính là một sự lựa chọn tuyệt vời cho chúng ta. Đó. Thì đây phía trước chúng ta chính là con đường đại lộ Võ Nguyên Giáp. Đó. Đây là một hướng là đi về trung tâm Nha Trang, còn một hướng là đi về thị trấn huyện Diên Khánh. Đó. Con đường này là một con đường đi thẳng lên là khoảng 200 cây số là chúng ta về với thành phố Đà Lạt theo hướng mà Hùng đang lên đây. Đó, còn đi ngược lại xuống 5,9 km là chúng ta đến Tháp Trầm Hương và bờ biển đường Trần Phú Nha Trang. Đó thì như phía trước nhà mình đã thấy rằng đây là một con đường từ khu đô thị Mỹ Gia gói 8 nối ra với đường là đại lộ Võ Nguyên Giáp. Và kề bên đây là một cái khu thể thao sân bóng đó, của gói 7. Kề bên gói 8 là chính là khu đô thị Mỹ Gia gói 7. Đó. Thì phía trước chúng ta chính là khu đô thị Mỹ Gia gói 8 đây. Hùng sẽ nói sơ lược về cái khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này, về những tiện ích mà chúng ta có thể hưởng thụ khi mà được sống và làm việc ở nơi đây. Nơi nếu mà mình sống trong này thì Hùng tin chắc rằng là quý cô chú, quý anh chị và quý nhà đầu tư sẽ rất là hài lòng về cái khu đô thị này, bởi vì nó mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái vẻ đẹp khác biệt mà so với những khu đô thị khác, Mỹ Gia khác. Về tiện ích á, thì chúng ta sẽ có tiện ích dự án. Thứ nhất là cái cổng chào hoặc vòng hoa rất là đẹp, và ở đây thì đi vào bên trong là khu bảo vệ đến 2 đến 3 lớp lận, nên là để mà nói mà có trộm đi vào á, thì thật sự mà nói là rất là khó. Và khi mà vào trong đây á, thì bảo vệ nó người ta trực đi vòng vòng khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này là 24 trên 24, nên là việc mà ở trong đây thì rất là an ninh và rất là trật tự. Đó. Còn đây là từ đây mà đi xuống biển á, thì chúng ta chỉ có khoảng là 5,9 km thôi. Thì Hùng chiều nay Hùng ngồi Hùng định vị trên Google Maps á, là Hùng thấy là 5,9 km, và Google tính luôn cho chúng ta là khoảng 13 phút đi xe. Mà quý cô chú anh chị và nhà đầu tư mà thích đi xuống biển á, thì tắm biển á, thì ở khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này nó sẽ cung cấp cho chúng ta là xe điện đến bãi biển luôn. Đó, có xe điện để cho chúng ta đi đi tắm biển luôn, chở mình đi xuống tắm biển.
À, phía xe xe ở phía chân trời mình để ở xe xe những tòa nhà chọc trời kia chính là bờ biển và bãi tắm đường Trần Phú Nha Trang và đường Phạm Văn Đồng Nha Trang của mình. Đó. Thì để mình nắm được cái tổng quan thì Hùng sẽ bay một vòng cái khu đô thị Mỹ Gia Gói 8 này. Hiện tại thì Mỹ Gia Gói 8 nó có hai phân khu, một là phân khu 1 và phân khu 2. Phân khu 1 thì hiện tại đang xây nhà rồi, còn phân khu 2 hiện tại vẫn chưa có xây hết, chỉ là mới là phần đất trống thôi. Một lát nữa Hùng sẽ chỉ cho mình khu phân khu 2 kề bên, cũng là kề bên khu phân 1, phân khu 1 thôi. À, thì phân khu 1 chính là khu vực mà Hùng đang bay vòng đây, là có những cái căn nhà biệt thự cũng như là nhà phố liền kề ở khu vực đây. Đó thì nói về tiện ích tiếp theo thì chúng ta, quý cô chú anh chị mà muốn đi xuống biển thì có xe đưa đón đi tắm biển luôn. Đó. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái con đường là con đường thời đại. Thì trong con đường thời đại này có con đường là đường đi dạo bộ, nó rất là đẹp. Ở phía trước chúng ta đây, đó, có một con đường là để chúng ta đi dạo bộ. Thứ hai là chúng ta sẽ có ở giữa trung tâm này có cái chòi là chòi thư giãn đó. Và ở trước là chúng ta sẽ có cái tháp hoa giấy. Và có một cái khu gọi là tiện ích tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái khu đọc sách ngoài trời. Đó. Khu đô thị này chúng ta, nó đặc biệt một chỗ là chúng ta sẽ có được một cái khu đọc sách ngoài trời phục vụ cho những người mà yêu thích sách và thích nâng cao kiến thức cũng như là mang có được cái kiến thức để chúng ta làm được cái nhiều việc hơn. Và tiện ích tiếp theo đó là trong cái khu đô thị Mỹ Gia Gói 8 này sẽ mang lại cho chúng ta chính là sân thể thao ngoài trời. Ở ngoài trời chúng ta sẽ có một cái sân thể thao để cho cộng đồng trong khu đô thị Mỹ Gia Gói 8 này á, chúng ta sẽ chơi ở trong này. Và không những con đường thời đại này mang lại những con đường như kia, nhưng mà bây giờ chúng ta lại có thêm một con đường tên là con đường điêu khắc nữa. Thì con trong cái con đường điêu khắc này thì có con đường đi dạo bộ nè, rồi xong là có thêm tiện ích tiếp theo là có vườn địa đàng nè. Đó, 16 là khu đọc sách ngoài trời đó. Thì ở đây nó có cái phí quản lý, đó là phí quản lý khu đô thị là 10.000 đồng cho 1 m² cho một tháng. Đó. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm một cái tiện ích tiếp theo, đó người ta gọi là trong quảng trường trung tâm. Đó, quảng trường trung tâm của khu đô thị Mỹ Gia Gói 8 này. Thì trong quảng trường trung tâm thì nó có những cái tiện ích là 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiện ích. Đó. Thì trong 6 cái tiện ích này nó sẽ có gọi là, thứ nhất là khu vui chơi trẻ em trong cái quảng trường trung tâm này. Tiếp theo là chúng ta sẽ có là bể bơi ngoài trời. Đó. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có thêm một cái tiện ích thứ ba, đó là bể bơi ngoài trời cho trẻ em nữa. Đó, không những bể bơi ngoài trời cho người lớn mà còn có cho trẻ em, để trẻ em mình tắm là không có bị phải bị đuối nước. Đó, chủ đầu tư đã suy nghĩ rất kỹ và tính toán rất kỹ trong cái việc này. Và ở khu đô thị Mỹ Gia Gói 8 này, là nếu mà những quý cô chú anh chị mà ai mà yêu thích cái môn thể thao sân gót á, môn gót á, thì trong này sẽ hội tụ cho chúng ta có thêm một cái gọi là sân gót mini đó, để mình có thể tập golf rồi và chơi golf ở đây đó. Và trong cái quảng trường trung tâm này chúng ta sẽ có thêm một cái tiện ích nữa là vườn nướng barbecue đó, có một cái vườn nướng để cho chúng ta có thể tụ tập barbecue nướng, ăn những món nướng mà chúng ta yêu thích, đúng không ạ? Chiều chiều cái chúng ta đi làm về mà xong cái ghé ghé vô cái vườn nướng barbecue này, cái người ta mình làm vài ly đó, sau một ngày mệt nhọc thoải mái đi làm vất vả thì chúng ta xả stress thì trong cái vườn nướng barbecue này. Thì tiếp theo là trong cái quảng trường trung tâm này thì chúng ta sẽ có thêm một cái gọi là tiện ích nữa, đó là trung tâm dịch vụ. Thì trong cái trung tâm dịch vụ này nó sẽ có rất là nhiều cái dịch vụ khác nhau để phục vụ cho cộng đồng của khu đô thị Mỹ Gia Gói 8 này. Đó, đây là một khu đô thị rất là thông minh, thông minh giống như là khu đô thị Phú Mỹ Hưng ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh vậy. Đó.
Thì tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cái chỗ để cho mấy cô, cái này là dành cho mấy cô, mấy chị và mấy em gái đây. Đó là mình những mấy chị thì rất là thích đi chụp hình check-in đúng không? Đó, thì mình sống trong đây thì mình có thể là chụp hình và check-in được mỗi ngày. Đó thì trong đây chúng ta sẽ có là vườn hoa nghệ thuật đó. Ở nơi đây là Hùng thấy là ở đây nó thiết kế rất là đẹp nè. Đó có vườn hoa nghệ thuật nữa. Hiện tại thì bây giờ nó vẫn chỉ là hoàn thiện đến khoảng 80% thôi, còn 20% nữa chưa có hoàn thiện. Thì sắp tới là khi mà hoàn thiện hết thì Hùng sẽ review tiếp cho mình. Đó. Bây giờ là chúng ta sẽ có vườn hoa nghệ thuật nè, đó trong con đường hoa giấy này. Và tiếp theo trong con đường hoa giấy này sẽ có thêm là một cái đường đi dạo bộ để cho quý chị, quý cô, quý em gái rồi có thể mình đi bộ, mình chụp hình rồi mình quay phim, chụp ảnh, mình check in đồ đúng không ạ? Đó, tiếp theo là chúng ta có thêm một cái khu vực gọi là thư giãn ngoài trời. Đó, sau một ngày buổi chiều hoặc là sáng sớm mình có thể đi thể dục nè, xong một chiều về mình đi thư giãn, mình ngồi thoải mái tinh thần để mình lấy lại cái năng lượng cho ngày mới mình đi làm việc tiếp. Đó. Thì nãy giờ Hùng đã giới thiệu đến quý nhà đầu tư cũng như quý cô chú anh chị về cái khu dự án Mỹ Gia, về những cái tiện ích trong cái khu Mỹ Gia gói 8 đập Capella này rồi đúng không ạ? Thì chúng ta tiếp theo là về diện tích. Thì theo như được biết của Hùng thì diện tích đất ở đây thì nó có hai cái loại diện tích. Thứ nhất là nhà phố liền kề, thứ hai là biệt thự. Biệt thự xen kẽ với những cái căn nhà phố. Thì nhà phố liền kề trong này thì chiếm đến 80% là nhà phố liền kề. Chỉ có những vài lác đác vài căn biệt thự thôi. Thì đúng rồi, Hùng sẽ chỉ cho mình, đây là phần 2 nè, gọi bên phần 1 là đã hoàn thiện xây nhà rồi. Đây là phần 2 của khu vực bên này. Thì hiện tại nói chung là ở khu bên này là chưa có xây, trong tương lai sắp tới thì sẽ xây và hoàn thiện hết luôn. Đó, chủ đầu tư sẽ xây cho mình chỉ vào mình bỏ nội thất, thiết kế phòng ngủ rồi theo ý của mình thôi. Đó, thì bên Hùng là công ty nội thất Kiến Hưng Nha Trang, địa chỉ là 110 đường số 4 của đô thị Vinsin Phước Hải. Quý cô chú anh chị mà làm cái khu đô thị Mỹ Gia gói 8 này thì có nhu cầu thiết kế cũng như thi công và lắp đặt và sản xuất luôn á, thì bên Hùng sẽ lo từ A đến Z cho mình luôn ha. Đó, thì cảm ơn tất cả sự yêu mến của tất cả cô chú anh chị đã ủng hộ cho Hùng và công ty nội thất Kiên Hưng. Và bây giờ Hùng sẽ tiếp đi vào bên trong, Hùng nói tiếp nha. Đó, cho Hùng 1 phút quảng cáo. Rồi bây giờ là đến cái phần mà nói về cái diện tích đúng không? Đó, diện tích thì ở đây có hai loại diện tích thôi. Thứ nhất là diện tích về nhà phố liền kề, thứ hai là diện tích về biệt thự. Thì về biệt thự theo như tìm hiểu của Hùng thì diện tích của nó rơi vào từ 200 mét vuông cho đến 250 mét vuông là những cái căn biệt thự. Đây là những căn biệt thự nè, những căn biệt thự này nó chỉ nằm ở những vị trí góc hai mặt tiền đường thôi. Đó là những lô góc hai mặt tiền đường thì mới có biệt thự, còn những đa phần 80% còn lại là đều là cái nhà phố liền kề hết. Đó, như quý cô chú anh chị thấy là phía dưới chúng ta là những cái lô đất biệt thự đây. Đó, những lô đất biệt thự là những cái lô góc hai mặt tiền đường. Còn ở giữa người ta xây nhà phố rồi, người ta chừa lại những cái lô góc hai mặt tiền đường này cho những cái lô biệt thự. Đó. Về nhà phố liền kề thì diện tích của nó thì cũng 100 mét vuông thôi, ngang 5 dài 20. Đó. Còn về giá bán thì chủ đầu tư về giá phần giá bán thì chủ đầu tư sẽ xây nhà rồi xong mới bán cho mình. Đó thì theo như được biết của Hùng thì để Hùng coi lại cái bảng giá như thế nào. Chờ Hùng 1 phút nha. Tạm thời Hùng sẽ từ từ nói giá nha. Hùng sẽ nói về pháp lý. Thì ở đây tất cả những lô đất ở đây thì bên phần mà đất trống phần khu 2 á, phân khu 2 của Mỹ Gia gói 8 á, thì hiện tại là có sổ tổng nhưng mà chưa có hợp đồng mua bán. Còn bên này thì bên phân khu 1 này đang xây nhà rồi á, thì hiện tại đã ra hợp đồng mua bán rồi. Đó, chưa có,
chưa có sổ thôi, chứ còn ra hợp đồng mua bán rồi, giờ chúng ta mua bán sang tên nhau với, thì trên hợp đồng mua bán đó, sau này là chúng ta cất nhà xong rồi chủ đầu tư nghiệm thu xong tất cả mọi thứ từ A đến Z, rồi lúc đó là chúng ta sẽ được chủ đầu tư cấp sổ đó. Về giá bán á, thì những căn mà liền kề á, thì nó có giá dao động là từ cho đến 4 tỷ 2 cho đến 4 tỷ 8. Đó là những căn mà nhà phố liền kề. Đó, 4 tỷ 2 thì những căn mà giá càng rẻ á, ít tiền á, thì nó lại nằm ở sâu sâu bên trong. Đó, còn những căn nào mà ở gần gần bên ngoài rồi gần những vị trí trung tâm như là trung tâm ăn uống mua sắm rồi thì nó có thể là rơi vào khoảng 4 tỷ 8. Đó, nói chung là dao động từ 4 tỷ 2 đến 4 tỷ 8 tùy theo căn và tùy theo vị trí. À, còn tiếp theo là nó sẽ có thêm một cái loại nữa, đó là shop house. Thì shop house này giá của nó cũng sẽ tùy theo vị trí và tùy theo căn, thì nó dao động từ 5 tỷ cho đến 5 tỷ tư. Còn theo như được biết của Hùng á, thì những căn biệt thự á, thì nó dao động từ Hùng không nhớ chính xác, nhưng mà hồi mà lúc mà đi coi cái nhà mẫu á, thì nó rơi vào khoảng là từ 8 tỷ cho đến 10 tỷ một căn biệt thự như vậy á. Đó, nó chỉ là cái phần thô thôi á, còn vào bên trong thì chúng ta sẽ thêm phần nội thất rồi này nọ nữa, còn phần nội thất nữa đó. Thì về cơ bản là chúng ta mua những cái căn này nó chỉ là một cái phần thô ở bên trong thôi, còn hoàn thiện nội thất bên trong như thế nào thì là tùy ý của mình. Còn cái kiểu dáng và kiểu mẫu và cái màu sơn bên ngoài thì bắt buộc là theo ý của chủ đầu tư. Ưu điểm lớn nhất trong này thì Hùng thấy thì rất là nhiều cái ưu điểm nếu mà mình sống ở trong này. Chỉ có cái là cái màu sơn bên ngoài căn nhà của mình thì không có được như ý thôi, chứ còn bên trong với lại các tiện ích đồ này nọ thì mình theo đánh giá của Hùng là quá tuyệt vời. Và một cái khu đô thị thông minh như thế này thì Nha Trang cũng chưa có cái nào mà nó như thế này cả. Đó, thì để mà mình mà sống và lựa chọn cái khu đô thị này thì Hùng đầu tiên là Hùng sẽ thấy là khu đô thị An Viên là thứ nhất, và nhưng mà khu đô thị An Viên thì chỉ có biển thôi. Còn với lại khu đô thị với lại cái khu mà biệt thự ở trên trên núi, gọi là khu biệt thự gì một mất ta, Anh Nguyễn, đúng rồi, Anh Nguyễn thì cũng là một cái biệt thự biển thôi, nhưng mà nó cũng không phải là thông minh và đẳng cấp cũng như trong đây. Đây thì thật sự mà nói là dành cho giới thượng lưu, những người mà thích cuộc sống mà có được bảo vệ rồi có cây cảnh hoa lá rồi. Đó thì khu này mà quá là tuyệt vời luôn đó. Thì về giá bán đó, thì Hùng cũng đã cập nhật, và những vị trí của tuyệt vời thì Hùng cũng đã cập nhật cho mình rồi. Thì sắp tới thì khi mà nó đã hoàn thiện thì Hùng sẽ đi vào chi tiết cũng như là review từ A đến Z ở từ dưới bên dưới mặt đất cho mình xem. Còn về phần tổng quan này thì hôm nay Hùng đã làm đến đây rồi. Thì Hùng chân thành cảm ơn sự yêu mến của tất cả quý cô chú, quý anh chị và quý nhà đầu tư ở trong nước Việt Nam cũng như bên nước ngoài đã ủng hộ cho Hùng và kênh YouTube Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng. Nếu Hùng làm video này mà nhà mình thấy hay và thấy hữu ích thì hãy nhớ là đăng ký cái kênh của Hùng để cập nhật video mới nhất từ nhà đất Nha Trang của Hùng. À, kênh Bán Đất Nền Nha Trang của Hùng, bên dưới nó có nút đăng ký á, thì có chữ đăng ký, mình hãy nhấn vào chữ đó. Rồi sau cái mình mở cái chuông thông báo thật to ra, thì mỗi khi mà Hùng tải video mới nhất á, thì quý nhà đầu tư và quý cô chú anh chị và tất cả nhà mình á, sẽ không có phải bỏ lỡ tất cả video của Hùng ạ. À, đó thì ngoài ra thì Hùng còn có một cái website đó là hungtỷphú.vn nữa, thì Hùng cũng sẽ cập nhật những sản phẩm mới nhất và những sản phẩm hay, và trong đó thì Hùng sẽ để sổ sách giấy tờ cũng như là pháp lý vị trí để cho nhà mình có thể nắm bắt rõ hơn về một cái bài viết. Tuy rằng bài viết trong những cái bài viết về sản phẩm ở trên website của Hùng nó sẽ rất là dài, nhưng mà Hùng tin là Hùng sẽ là người mà diễn giải và làm cho quý cô chú anh chị dễ hiểu nhất. Thì Hùng cảm ơn tất cả nhà mình đã yêu mến và ủng hộ cho Hùng.